Ai cũng có quá trang để trở thành một cái nhân vật nào mà mình yêu thích, mà mình không có phương tiện thôi mình kể mình muốn làm cái nhân vật mà mình yêu thích nha. Rồi, ok. Với gương mặt cái này thì mình thêm cái màu gì nữa để cho nó đặc sắc mọi người? Giờ mình ba Hải bắt cóp xong rồi ba Hải ra thì nhỏ con ba nhỏ bắt yêu kiến sao? Rồi đơn giản thôi, đâu có cần gì đâu, lấy cái cục than đó rồi mình chép. Ủa, người ta hóa trang thành con panda hay là ma cà rồng hay là cái gì mới được chứ? Trời, con ma đó là trí tưởng tượng của mọi người, ai muốn tưởng tượng ra cái con hình nó hình như thế nào ra tưởng tượng chứ, đúng không? Rồi, hiểu rồi. Trời ơi, nhiều người thì tưởng tượng ra là một bên là mắt, bên hai mắt rồi răng nanh mọc rồi này nọ, nhiều lúc con ma này không có răng nanh, nó rụng răng hết rồi. Rồi đơn giản xong, mình đã xong cái mặt con ma. Thế nào? Miêu kìa. Con phải trà cái cục Miêu thấy sao? Miêu. Thế là được không? No. Đâu bây giờ mặt con như mặt ba. Mình so coi. Mặt con như mặt ba. Nè. Khác nhau không? Mà ai đẹp? Mà giống như con gấu. Trời ơi, mà ai giống con gấu nhất? Còn xuất sắc hả? Trời ơi, nay đẹp quá. Qua đây hỏi mẹ nè, qua đây hỏi mẹ nè. Qua đây hỏi mẹ nè, Panda, Panda. Cho kẹo hay bị dẹo? Bị dẹo. Bị dẹo. Bị dẹo. Cái gì? Không biết là mọi người sẽ chuẩn bị như thế nào đây. Bây giờ mình sẽ ra ngoài bắt mọi người. Bắt mọi người. Mọi người đâu? Sao mà mọi người tối thui vậy? Tất cả mọi người chỉ nghe âm thanh xì xào thôi mà không nghe người ở đâu. Em tặng tăng em không thấy luôn. Đâu hết rồi? Mọi người trốn ở đâu? Mio, rồi bộ bạn tiếp theo. Thế thì lớn, rồi tiếp bạn nào? Mio. Đâu rồi? Trên này. Rồi, quay lại. Trên đây. Mình sẽ đi tìm coi cái con ma nó trú chỗ nào. Trời ơi, mở cái con ma này quá à. Rồi đi ra vô trong. Rồi Đèn. Trời ơi, con ma này xuất hiện rồi. Con ma này tên gì? Sau khi mà đã chuẩn bị rất là kỹ lưỡng rồi, mấy em đã 5 lần 7 lượt xin quản lại. Thì bây giờ mình sẽ bắt vào một cái câu chuyện chính, đó là đi tìm mấy cái con hung thủ. Mấy lần trước á, chuẩn bị vô quầy mấy em nó cho con xin phép con đi tè. Rồi bây giờ mình sẽ đi tìm mấy con ma đang trốn ở đâu. Rồi. Rồi. Wow, nhiều quá.
anh nghe nghe không, anh đang cải lương cái gì á. Bà bạn nghe thời sự bà thì chưa á. Đây 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 bảo cậu bay cậu bay đi mà đi tìm người tổ khác. Halloween hôm nay rất là đặc biệt. Ok cậu này tối nhất. Trốn gì nữa mà trốn, lòi ra hết rồi.